Lấy vợ đi anh em ạ. Hôm nay là mình đi công tác Sài Gòn có 2 ngày thôi, nhưng mà đây là một cái vali thu nhỏ vợ mình đã chuẩn bị cho mình. Cùng xem là vợ mình đã chuẩn bị cho mình những gì các bạn nhé. Xem xong video này chắc chắn là nhiều anh em sẽ muốn lấy vợ. Đấy. Đầu tiên đó chính là sữa rửa mặt. Đấy, cho vào cái hộp mini này. Vợ mình làm spa cho nên là rất nhiều mỹ phẩm. Đầu tiên là sữa rửa mặt này. Đấy, đi đường bụi bặm là dùng sữa rửa mặt. Dùng sữa rửa mặt xong là dùng nước hoa hồng. Anh em con trai chắc là nhiều anh em còn không nghe đến chữ nước hoa hồng bao giờ, nhưng mà vợ mình cũng chuẩn bị cho mình nước hoa hồng để xịt xịt lên mặt này, để cho nó gọi là nó đấy. Nước hoa hồng này, xem là cái gì nữa nào. Rồi, nước hoa hồng xong thì phải có kem chống nắng. Đấy. Ở Sài Gòn thì thời tiết nắng nóng quanh năm, cho nên là chỉ cần không dùng cái này thì các bạn sẽ thành gọi là đen xì luôn. Cho nên là đấy, vợ mình chuẩn bị kem chống nắng. Rồi, tiếp theo đây là gì đây? Tẩy trang. Rồi, tẩy trang, tẩy trang. Đấy. Nhiều anh em chắc là không dùng mỹ phẩm bao giờ, nghe tẩy trang hơi lạ lạ đúng không? Đấy, tẩy trang. Rồi, tiếp theo đây hình như là cái gọi là cái dưỡng da mặt hay cái gì gì mình không biết nữa, còn chưa biết cách dùng luôn, chưa biết dùng kiểu gì, chưa biết bôi kiểu gì luôn đấy. Rồi, xem tiếp theo là cái gì đây. Dầu gội. Ở khách sạn có dầu gội nhưng mà vẫn mang theo. Dầu gội thì phải có dầu xả nữa. Đấy. Ôi dồi ôi. Rồi, bàn chải này, kem đánh răng này. Ui, còn cái lọ gì đấy, chịu luôn. Rất nhiều các gọi là đồ nghề. Còn đây là cái bông để tẩy trang, để rửa mặt. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 thứ đồ để đi trong vòng khoảng độ tầm 2 ngày. Đấy, anh em cho nên là anh em lấy vợ đi. Lấy vợ đi để chúng ta mà có đi đâu ấy thì sẽ có người chuẩn bị cho các bạn hết, từ cái kem đánh răng cho đến cái bông rửa mặt, rồi đến dầu gội, kem đánh răng, gọi là kem chống nắng, rồi là tất cả mọi thứ gần như là đầy đủ hết. Đấy, lấy vợ đi anh em nhá. Chưa lấy vợ thì mua bất động sản thì đứng một mình được, nhưng mà lấy vợ rồi là mua là phải cả hai người cùng đứng đấy. Cho nên là anh em ạ, lấy vợ đi, lấy sớm thì anh em đi đâu cũng sẽ có người chăm chút cho anh em từng xíu một như thế này, đỡ phải đau đầu đúng không? Từ quần áo cho đến tất cả mọi thứ là mình đi là vợ mình sắp cho mình hết, cho nên là tốt nhất anh em lấy vợ đi nhá.